Bạn xung quanh khu vực quảng trường Hùng Vương tạm ngừng mọi hoạt động và cùng hướng về quốc kỳ để chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ chào cờ. Ban tổ chức xin được nhắc lại, đã sắp đến giờ diễn ra nghi thức lễ chào cờ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng bào, đồng chí và các bạn xung quanh khu vực quảng trường Hùng Vương tạm ngừng mọi hoạt động và cùng hướng về quốc kỳ để chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ chào cờ.
thả ngươi. Hóa xuống. Hóa. Và sau đây là phần tuyên dương điển hình tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến dự buổi lễ ngày hôm nay còn có các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành mặt trước để nhận bằng tuyên dương và qua chúc mừng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước tiên, xin mời đại diện câu lạc bộ tri ân các anh hùng liệt sĩ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Thưa quý vị, với tấm lòng nước nhớ nguồn của dân tộc được người dân ghi nhận và ủng hộ, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm liền. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình tuyên dương gương điển hình tiêu biểu Thạch Vũ vượt chỉ tiêu 109%. Để có được kết quả đó, Ban chỉ huy quân sự xã luôn bám sát địa bàn, cùng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ cho thanh niên nơi đường nhập ngũ, xây dựng nhà đồng đội và tiền thuê cho gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền trên 280 đồng. Ban Thường vụ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây trao tặng bằng tuyên dương để báo chúc mừng cho đại diện các tập thể và cá nhân xin được trân trọng kính mời. Hạnh phúc và thành công, xin trân trọng.